Chạy phân khối lớn xé gió khi qua ngã tư, nữ TikToker xinh đẹp khiến tài xế ô tô chấn thương nguy kịch. Vào trưa 19 tháng 8 tại vòng xuyến đường nối quốc lộ 32C với đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra vụ va chạm kinh hoàng khiến người xem không khỏi rùng mình. Theo hình ảnh và âm thanh chân thực mà chiếc camera an ninh nhà dân ghi lại cho thấy, một tiếng vặn ga kéo dài cách đó hàng trăm mét đang ngày một tiếng lại gần, cho thấy tốc độ xé gió của chiếc phân khối lớn khi chuẩn bị giao cắt tại vòng xuyến ngã tư. Chỉ một lát sau, chiếc phân khối lớn với tốc độ bàn thờ đã xuất hiện trong khung hình camera rồi va chạm ngang hông với chiếc ô tô cỡ nhỏ chạy theo hướng vuông góc. Hậu quả làm ô tô lật nghiêng sau tiếng rầm kinh hoàng vang lên, trong khi đó chiếc phân khối lớn cũng bị hư hỏng nặng ở phần đầu. Vì trang bị đồ bảo hộ và mũ bảo hiểm full face, thế nên nữ biker may mắn chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên tài xế xe ô tô thì không may mắn được như thế khi chiếc phân khối lớn đã đẩy xung lực vào ngay vị trí ghế lái khiến tài xế ngã quỵ, bị thương nguy kịch, được đưa đến bệnh viện cấp cứu và hiện chưa rõ tính mạng đang như thế nào. Ngoài ra còn có một người ngồi phía sau ô tô cũng bị thương và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Theo cộng đồng mạng tìm hiểu được biết, tài xế lái chiếc phân khối lớn trong đoạn clip là một cô gái xinh đẹp, đam mê bộ môn tốc độ này đã được nhiều năm. Chiếc xe gây tai nạn mang hiệu BMW có giá hàng trăm triệu đồng vừa được cô gái mua về không lâu thì chuyện không may đã xảy ra. Trên trang cá nhân, nữ biker thường xuyên đăng tải những clip và hình ảnh khoe thành tích của mình với những màn ôm cua thần sầu, những pha chạy xe ngầu lòi thể hiện cá tính mạnh mẽ của bản thân. Không biết đam mê của cô gái với bộ môn tốc độ là như thế nào và cũng chẳng ai cấm nữ TikToker này theo đuổi nó. Tuy nhiên, với việc chạy xe xé gió khi qua ngã tư, không tuân thủ tốc độ quy định và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới người khác, làm tài xế ô tô phải vạ lây đến mức nguy kịch, thì cô gái đang hứng chịu vô vàn chỉ trích, hàng ngàn gạch đá đến từ cộng đồng mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!